bóng này. Con này dường như không có khái niệm nó màu cao hay sao nhỉ? Không bao giờ thấy sợ. Để cho đi bàn. Con đào mất rồi nhá. Ủa? Chào bắt đầu. Chào bắt đầu. Chào bắt đầu. Ê, chúng mày khóa mẹ cửa vào đi thì chúng mày bảo là khóa cửa. Đây, đây. Tao không ăn. Tao không ăn. Hoàn toàn không ăn. Mày ăn nữa đi. Ăn, ăn như heo quá. Ăn đó. Ờ, ở trong cái xíu đó. Trực tuyến thì giống gì không? Thank you.
Điện thoại của ai đây đấy? Hả? À? Ô, hóa ra là quay ở ông vậy. Làm gì? Quay gì đấy? Quay thầy. Nhất cái trẻ lao bản luôn. Nhất cái trẻ lao bản, quay vào thầy. Anh mua chảo. Quay mỗi đầu. Quay quay 15 ngày đi cơ. Thank you.
chủ yếu là làm thôi, làm bài là thầy cô tô cho như thế là chúng ta phải cố gắng làm những cái câu mà dưới 8 điểm đúng không nhỉ, là nhỏ hơn bằng 7,5 là phải làm được. Làm để rồi so sánh với đáp án để rèn luyện. Nào được chưa? Hành đâu? Dạ. Đi đấy. Làm bài chưa? Làm. Làm chưa? Đồng ý kia là đây là một bài cũng là khó đúng không nhỉ? Thế nhưng mà chúng ta có thể là bấm máy cho một đồ không? Tính đạo hàm F phẩy tập xác định này R rồi nhá. Tập xác định này R rồi. F phẩy là bằng 3 cộng với M U phẩy trên 2 căn U. Đạo hàm của căn U bằng U phẩy 2x trên 2 căn U. Rút gọn 2 cái này đi. Và cuối cùng ta được F phẩy x chính là bằng 3 nhân lên 3 căn của x bình phương cộng với 1 cộng với mấy trên căn của x bình phương cộng với 1. Đồng biến như vậy là ta có quyền là lớn hơn bằng 0 với ngoại x. Cái này lớn bằng 0 ngoại x thì mẫu đã dương rồi, chỉ cần tử lớn bằng 0 với ngoại x thôi. Có thể bằng 0 tại hữu hạn các giá trị đều được nhé. Như vậy ở đây ta cô lập m thì ta được là mấy. Cái này lớn hơn bằng trừ đi 3 căn của x bình phương cộng 1 với ngoại x. Đấy. Cho bên đấy rồi, bên đây ngoài khó đấy chứ. Khó về kỹ năng tính toán. Vậy thì đến đây thì ta phải cô lập m dùng mắc min thôi. Tuy vậy là rất khó ở chỗ như này, phải chia cả hai vế chữ x. Nếu lại phải chia làm ba trường hợp, bởi vì x âm, x dương, x bằng không. Bình thường ra mà nếu có nó dương thì ta chỉ có một trường hợp thôi. Như vậy ba trường hợp. Trường hợp một là x bằng không. Thì một tương đương với xem có thỏa mãn không. Đây ta gọi là bất phương trình 1 đi. Bất phương trình 1 nhá. Như vậy là x bằng 0 thì ta được là 0 lớn hơn bằng x bằng 0 là đi trừ 3. Thỏa mãn. Như vậy m không phải lấy được. Trường hợp thứ 2. Trường hợp thứ 2 là x lớn hơn 0 thì ta chia 0 đổi chiều. Chia cả hai vế cho x dương không đổi chiều, như vậy m lớn hơn bằng trừ 3 căn của x bình phương cộng với 1 trên x và ta bấm máy caso xem có được không. Bấm caso nhá. Nếu ta bấm caso thì ta bấm từ 0,1 đến 9 1,7 bấm từ 0,1 đến 9 để muốn cái này nhá, đúng với mọi x
lớn hơn không. Mọi x lớn hơn không thì điều này tương đương với đúng với mọi, tức là m lớn hơn tất cả, m lớn mắc tất cả x bình phương cộng 1 trên x trên cái điền từ 0 đến lương vô cùng. Cái bấm Casio thì ta bấm là 0 đến 1 nhé, thì bấm 0 thì nó vô nghĩa, không bỏ mẫu vô nghĩa, ta bấm 0,1 trên x chín nào gì đấy. Nào bấm cho chúng ta là m lớn bằng mấy? Từ 0,1 đến 9, 1, 7 nhá, máy mới 1, 8. Chúng ta biết ra dùng mắc minh là thường người ta dùng máy tính. Còn nếu trừ trường hợp người ta chống Casio thì ta phải dùng tay thôi. Đây là một bài mà chúng ta phải rất nhớ về ba trường hợp nha. Nào bấm lúc máy không? Ta bao nhiêu? Trừ 3 à? Trừ 3 phải mấy chứ? Trừ 3 phải 1 à? Trừ 3 phải 1 hả? M lớn hơn trừ 3 phải 1 à? Thế còn lớn trừ 3 phải 1 người ta tìm m thuộc z đúng không nhỉ? Có bao nhiêu số nguyên của m được không? Như vậy điều này thì cứ để nguyên đi thôi. Trường hợp 2, trường hợp 3 là với x âm thì chia cả hai vế thì phải đổi chiều, một tương đương với chia cả hai vế thì phải đổi chiều m nhỏ hơn bằng trừ 3 căn của x bình phương cộng 11 trên mấy? Trên x, vì chia cả hai vế cho số âm phải đổi chiều. Vậy thì điều này tương đương với nhỏ hơn tất cả nhé. Cái này nhỏ hơn với mọi x nhỏ hơn không? Nhỏ hơn với mọi x nhỏ hơn không? Nếu nhỏ hơn với mọi x nhỏ hơn không, tức là m nhỏ hơn tất cả, tức là m nhỏ hơn min. Min của trừ 3 căn của x bình phương cộng với 1 trên x. Và chúng ta nhớ là trên cái miền từ âm vô cùng cho đến 0 thì ta bấm từ trừ 9 cho đến gì? Trừ 9 cho đến trừ 0,1. Phải không? Không nghĩa nào bấm trừ 9 đến trừ 0,1 chứ nào. Start là trừ 9 này, kết thúc n là trừ 0,1.
Step là cuối trừ đầu chia cho 20. Bao nhiêu? Âm máy. Nhỏ hơn tất cả. Nhỏ hơn tất cả thì phải nhỏ hơn răng nhỏ nhất với ngoại mà. Nào được bao nhiêu? Bấm máy đi. Hả? Ta lấy từ âm vô cùng đến không thì ta chỉ lấy trừ 9 cho đến trừ 0,1 thôi. Đấy, min nhỏ nhất là bao nhiêu? Mấy? Hả? 3,1 à? Như vậy điều này tương đương với m nhỏ hơn bằng 3,1. Như vậy giao của hai trường hợp này là vậy đồng thời nhé, vì mọi x mà. Giao thì ta được là m trừ 3,1 nhỏ hơn bằng m nhỏ hơn bằng 3,1. Như vậy là ta sẽ được 3. Như vậy là trừ 3 nhỏ hơn bằng m nhỏ hơn bằng 3. Và người ta bỏ số bằng lên là vậy đáp số là cuối trừ đầu bằng 1 là 7 à. Thế nên nó án đúng đấy. Hả? À, ta xem bảng đáp án đúng chưa? Cuối trừ đầu bằng 1 nhưng hai đầu bút đều lấy. Cô này có bao nhiêu? 31. Là đáp án B 7 đúng không? Đấy, ta làm đúng đáp án đi. Hết pin rồi. Đúng rồi. Nào chúng ta xem lại. Đây là một bài cho tất cả các loại nhé, kể cả mũ Nova hết sạch. Phải có lớp nó dùng pin nạp á. Không còn đôi pin cũ nào. Pin cũ mà. Pin cũ để không nghĩ nó hồi lại. Đây rồi. Đáp số là 7. Bài nhất chúng ta nhìn kỹ bài này nhá, cho tất cả nhiều khi các hàm lượng giác mũ loga là nó rơi vào đây vô tỷ cũng là có rồi. Như vậy rõ ràng là Casio là rất có lợi đúng không? Khi mà màu nguyên người ta bấm rồi, khảo sát bằng tay là hiểu. À, nhìn kỹ ta phải 3 trường hợp và phải giao của các trường hợp đồng thời thỏa mãn.
Bài thứ hai, câu 32. Câu 32 thì dễ nhỉ. Hai điểm chung nhé. Thì tao có quy trình hoàn được giao điểm là cho bằng nhau thôi. Ta lấy số 3, cái này bằng 3 anh bình cộng 3. Và điều này ta lột x mũ 3 trừ 3 x bình bằng 3. Đang khảo sát làm chỗ này y bằng x mũ 3 trừ y 3 x bình y phẩy của nó là bằng 3 x bình trừ 6 x bằng 0. Bằng 0 thì ta có hai giá trị, đó là x bằng 0 và bằng 2. Đảm bảo đương nhiên x y phải y bằng 2 trong trái ngoài cùng. Trong trái ngoài cùng thì tại không hay vào, tại không là bằng không, tại hai, hai mũ ba là tám, đây là bốn ba mười hai trừ bốn à. Như vậy là bốn có hai điểm chung nhá, có hai điểm chung thì nó phải ba và nó phải này. Đáp số của chúng ta đó là k bằng 0 và k bằng trừ 4. À, như vậy là ở đây không cần được thuộc tiếp, đúng vậy, không cần thuộc tiếp. Các ba vào cái hình này thì nó có hai điểm chung, gọi là giữa là ba điểm chung phân biệt. Trên cái này, dưới cái này thì là không một điểm chung thôi. Đấy, có hai điểm chung. Hai giá trị không có bốn là bạn gì được không? Hả? À đúng không? Đáp số là có hai. À, qua mỗi bài là ta phải rút ra kinh nghiệm, và đặc biệt là ta phải làm được các cái bài toán kiểu như thế. Ta đừng lên làm xong nó trôi chuột đi nhá. Làm trong cái tình trạng như kiểu là lơ mơ vô đích, hoặc là làm lấy nhiều là tự an ủi lòng mình là được nhiều câu thì không phải thế. Ta phải theo thầy thì ta cứ lên để lại khoảng bao lâu? 20 giây thôi, 20 giây để nghĩ lại cái bài đi. 20 giây để nghĩ lại sẽ là gặp bài tương tự thì ta có làm không? À, cô 33. Cô 33 là cái gì đấy? 200 triệu 12 tháng, lãi suất 5,6% một năm, lãi kép sau một năm. Sau đúng 2 năm, người đó gửi thêm 100 triệu đồng kỳ hạn đi trước, lãi suất đi trước.
trong đó A là số tiền gửi, tổng số tiền 5 năm. Vậy sau 2 năm phải 5 đầu. Thế thì ta có này 5 đầu là bao nhiêu nhỉ? 200. 5 đầu 200 nhé, 1 cộng L. L là 5,6% một năm. 5,6% như vậy đó là 0,56. À, có đúng không vậy? Cái này trong 25 ạ. Trong 25. Đấy, trong 25 đây. Chúng ta nhìn đi trong 25 chưa? Hả? Sau đó là cộng thêm 100 triệu. Cộng thêm 100 triệu thành lãi gốc. Sau đó tất cả cái này thì lại nhân với lại bao nhiêu? 1 cộng 0,56 mũ mấy? 3 đúng rồi, 356. Đấy, ra xem đáp án là bao nhiêu? Còn bài 34. Bài 34 ta tự bấm máy nhá. Bài 34 ta dùng Casio thôi chứ tính làm gì. 34 là ta còn nhớ rồi thầy. Thầy nhớ cách bấm máy rồi nhỉ. Ok. Bấm anh thứ nhất xong lưu ở biến A. Bấm anh thứ hai lưu ở biến B. Sau đó bấm từng đáp án một. Sau đó bấm từng đáp án một chui đi. Ô ba tư là ta dùng Casio rồi. Đủ từng đáp án. Lưu ở bên A lớn, lưu ở bên B lớn. Thank you.
Tay cũng vuông cho nó dài rộng. Dài tay thì ta làm rất là dài rộng. Anh lấy đổi hết ra. Logarit cơ số 7 của 12. Logarit cơ số 7 của 12 có phải 12 nhỉ? 3 nhân 4. Cái này bằng là A. Thì cái này là tương đương với logarit cơ số 7 của 3. Cộng logarit cơ số 7 của 4, cái này bằng A. Ta về nguyên tắc là phải tối giản. Về nguyên tắc là phải tối giản. 3, 4 ta tối giản thì bằng 2 luôn đi. Đây là 2 và đây là 2, 2 mũ 2 đấy. Thế còn cho anh kia là anh nào đấy. Nguyên tắc là biến đổi về tối giản nhá. Phân tích thành tích. Như đây 12 à? 12 của 24 đúng không? Hả? 12 của 24 đúng chưa? Thế thì ta phải biến đổi về tối giản và bằng theo cái tranh thì ta đổi cơ số. Đó bằng logarit cơ số 7 của 24 trên logarit cơ số 7 của 12, cái này bằng B. Ta đổi cơ số logarit cơ số A của X chính là bằng logarit cơ số B của X trên logarit cơ số B của A. Đây là phương thức đổi cơ số. Thế thì biến đổi cái này thì ta được lại tối giản thôi. Logarit cơ số 7 của 24, 7 của 4, 8, 3, 24 à? Đúng không? Trên logarit cơ số 7 của 12, 72 thì nó quá đây rồi.
logarit cos số 7 của 3 cộng với 2 logarit cos số 7 của 2, đây là bằng b. Như vậy là điều này sẽ tương đương bằng 3 logarit cos số 7 logarit cos số 7 của 2 cộng với logarit cos số 7 của 3, đúng không? Ba trên nhỉ, đấy trên trên logarit cos số 7 của 3 à, trên a luôn, để trên a luôn là a hay là bằng b. Từ đây thì từ hai phương trình này ta sẽ giải ra được theo AB. Đúng thế. Thế sau đó ta biến đổi cái logarit cơ số bao nhiêu vậy? Bao nhiêu đấy? Năm mấy? Logarit cơ số 54 của bao nhiêu? 168. Thì ta lại đổi về logarit cơ số 7 thôi. Logarit cơ 7 của 168 đổi cơ số trên logarit cơ số 7 của 54. 68 là bao nhiêu nhỉ? Là phân tích hình thức cho nào? Bấm máy. Ta bấm cái số này nó bằng, sau đó là ta bấm gì nữa nhỉ? Cái này là bao nhiêu? 2 mũ 3 gì? Nhân 3 nhân gì? Nhân 7. Trên 54. 2 nhân 3 mũ 3. Tại sao đó là ta lại tách ra xong thế 2 trên vào thôi? Có hiểu không nhỉ? Đây nhá, ta giải hai cái này coi như logarit cơ số 7 của 3 và logarit cơ 7 của 2 là x y, được chưa? Có tìm được cái gì không? Tôi đã quay cái này là ẩn ra. Tìm cho AB cho vào đây. Hết. Cho cái này lại phải tách ra nhá. Rồi đi của tích. Thay số vào là sao? Thay cái đã giải ở trên. Mà nên tốt nhất là bấm ca số. Có biết cái bấm máy rồi gì? Hả? Ấn dấu bằng, sau đó là thử vào đó. Cái này bao giờ? Các bạn bao nhiêu? Cộng thêm 100 triệu sau 25, cộng thêm 100 triệu 14. Được chưa? 3 năm còn lại thì vẫn lãi suất như vậy. Ta đã bán gì đấy? Quý bà lại tiếp tục hết rồi chứ nhỉ? Ở hết giờ. Hiểu cách làm chưa? Hả? Thank you.